Hello, xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Anh Thi Bất Động Sản Khánh Hòa. Thì tiếp tục cái quá trình đi review bất động sản thực tế, thì hôm nay em sẽ đưa cho anh chị đi xem một lô đất ở xã Diên An, rất là phù hợp cho anh chị nào có nhu cầu là an cư lạc nghiệp mà xây nhà để ở nha. Thì cái lô đất này á, cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ khoảng 7 cây số thôi. Anh chị đi xe máy hoặc là ô tô lên đây thì nó chỉ hơn 5 phút là tới rồi. Đó, chúng ta di chuyển theo trục đường Võ Nguyên Giáp, tầm khoảng 7 cây là chúng ta đã tới trung tâm thành phố Nha Trang rồi. Đây, trước mặt anh chị là lô đất đây. Lô này nó có một cái đặc điểm á, là hai mặt tiền nha anh chị. Đó. Đây là một mặt tiền này, một mặt tiền đường, và bên đây là có một mặt tiền đường nữa. Đó, lô này là hướng đông bắc. Hướng chính là hướng đông bắc nha anh chị. Từ đây nè, quay đây khoảng 5 m. Đó. Nó phù hợp cho tổng diện tích của nó là 103 m. Sổ hồng thổ cư nha anh chị nha. Đó, nó giáp lưng với lại cái căn nhà kia luôn. Đó. Thì rất là phù hợp cho anh chị nào đang công tác ở thành phố Nha Trang mà muốn an cư lạc nghiệp. Tại vì từ Nha Trang lên đây á, nó chỉ có 7 cây thôi, rất là gần. Rồi từ đây mà chúng ta đi qua chợ Diên An chỉ khoảng 5 phút thôi nha anh chị. Đi xe máy khoảng 5 phút thôi là chúng ta đã tới chợ Diên An rồi. Rồi gần đây thì ở gần cái khu vực này thì cũng có hai cái trường học, một trường tiểu học với lại một trường cấp 2 nữa. Nên anh chị có con nhỏ thì yên tâm để cho các cháu đi học. Đó. Khu này thì dân cư xây rất là đông rồi nha anh chị. Nhà mới rất là nhiều. Đó. Bên kia thì nhà cũng đang xây nữa nè. Đó. Rồi khu vực này nhà rất là nhiều, nhà kín hết rồi. Đó. Từ đây mà đi ra lại cái đường liên thôn kia thì chỉ khoảng 100 m thôi và chúng ta đã tới đường liên thôn rồi. Đó. Đường này thì ô tô đi vào tận nơi nha anh chị. Đó. Hiện trạng là hai mặt đường luôn. Lô này cũng tính là lô gốc đó anh chị, hai mặt tiền, một cái mặt tiền này và một cái mặt tiền này. Đó. Thì khu này dân cư đông đúc rồi. Đó. Có điện rồi, nhà cửa, dân cư rất là đông. Đó. Sổ hồng thì em đang giữ đây luôn nha anh chị nha. Đó. Sổ hồng thì tổng diện tích là 103 m². Đó, nhà ở rất là đông đúc rồi. Đó, đây ra cái đường mà liên thôn này chỉ chưa tới 100 m anh chị à. Đó, đường ô tô di chuyển rộng rãi vô tư luôn. Đó, điện này anh chị thấy đây. Đó, thì cái lô này nó rất là phù hợp cho anh chị nào mà mua ở nè. Giá của nó chưa tới 900 triệu nha anh chị. Chưa tới 900 triệu là anh chị để có thể sở hữu được cái lô đất này rồi. Đó. Về Nha Trang rất là gần, anh chị nào mà kiểu như là mới lấy nhau nè, muốn an cư lạc nghiệp, muốn có một cái nơi mà để mà an cư lạc nghiệp á, xây nhà ở rất là tốt. Đó. Tại vì về Nha Trang chỉ có 7 cây thôi. Đó. Anh chị nào đang công tác ở tại thị trấn Diên Khánh, ở tại huyện Diên Khánh á, thì nếu mà muốn mua đất xây nhà thì cái lô này nó cũng rất là phù hợp nha anh chị nha, rất là phù hợp luôn. Đó, đường ô tô giá chưa tới 900 triệu, 103, sổ hồng thì thổ cư đầy đủ rồi. Khu này thì nhà mới rất là nhiều, nhà mới xây lên rất là nhiều, nhà cũng muốn kín rồi. Đó, tương lai sắp tới đây á, thì khi mà thành phố Nha Trang mở rộng á, thì Diên An và Diên Toàn thì nó sẽ rất là phát triển nha anh chị nha, rất là phát triển, tại vì cái vị trí nó là giáp với Nha Trang luôn á. Giá với Nha Trang luôn, rất là gần luôn. Đó. Giá lô này thì chưa tới 900 triệu đâu. Đó. Anh chị nào quan tâm sản phẩm này, muốn tìm hiểu về sản phẩm này thì vui lòng kết nối với em qua số điện thoại dưới phần mô tả. Đó. Để em tư vấn chi tiết cũng như là đưa anh chị đi xem thực tế. À, còn cái vấn đề mà cỏ ở đây á, thì sắp khoảng cuối tuần này là em sẽ lên em giải quyết mặt bằng cho nó đẹp. Nên là anh chị coi clip thì cứ yên tâm. Đó, em sẽ cập nhật hình ảnh thực tế sau khi mà em dọn cỏ xong. Có thể khoảng cuối tuần này là em lên em dọn lại nó đẹp ra liền. Đó, từ cái vị trí này nè, tới giáp lưng cái nhà kia luôn. Đó, cái mặt tiền nó quay ra đây. Mặt tiền nó quay ra đây nha. Đó. Anh chị quan tâm thì nhớ vui lòng kết nối với em nha. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.